Hello, xin tổng chào cả nhà, chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem. Bữa nay Út không có đi chợ, nhưng mà trong tủ lạnh á, Út coi có gì nấu nấy. Bây giờ Út xin mời cả nhà mình cùng theo chân với Út xuống bếp coi nấu món gì nghe cả nhà. Hôm nay Út có mấy cái dụng cụ còn ở trong tủ lạnh. À, đây là tôm, tôm luộc xong rồi Út lột nha cả nhà. Lột đây là mực. Còn một chút mực với một cái bắp bắp cải. Này là bông cải nha cả nhà, bông cải. Đây là đường, bột ngọt, muối, nước mắm và hành. Đây là tỏi, tỏi băm. Nhà Út biết sao không? Có nhỏ gái lớn nó không có ăn hạt nêm cà no, thường thường là mình cho hạt nêm cà no vô chút nó rất là ngon, nhưng mà nó ít có ăn hạt nêm cho nên Út không có để. Giờ đặc biệt là không thiếu được cái dầu ăn nha cả nhà. Út cũng mời cả nhà mình cùng theo chân với Út xuống bếp nấu món mực xào bông cải nha cả nhà. Chúc cả nhà xem video nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha. Xem video đừng quên cho Út một like và một đăng ký kênh, một chia sẻ để kênh của Út có được ngày càng phát triển. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Đây Út cũng sẽ bắt chảo lên nha cả nhà. Sau khi chảo nóng Út cho dầu ăn vào nha cả nhà. Đây là những dụng cụ của Út nha cả nhà. Đây. Quá sôi, quá sôi. Rồi, dầu ăn nóng Út sẽ cho tỏi vào. Quá thơm nha cả nhà. Tỏi cũng đã vàng, Út cho mực vàng nha cả nhà. Đây rồi. Sau đó Út cho tôm vàng nha. Tôm này Út cũng luộc đã chín sẵn nha. Quá thơm luôn. Thơm quá cả nhà. Mình không đi chợ mình cũng được một món ăn nha cả nhà. Để Út cho cả nhà mình xem chút xíu nha. Mới giai đoạn này mà nó đã thơm rồi cả nhà. Xào cho nó săn, cho nó thấm với tỏi phi á, sau đó mình hãy nêm nếm. Quá thơm, quá ngon.
thơm lắm nha cả nhà. Rồi tiếp tục Út sẽ cho muối, mình cho muối vào trước dằn cho nó có cái vị nó thấm và nó săn cái tôm với mực nha cả nhà. Mình nấu gì mình cũng dằn cho chút xíu muối, dù mình để nước mắm nhưng mà mình để muối chút xíu thôi. Rồi, tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình nha cả nhà. Đây là bột ngọt. Đây Út cho đường vào nha cả nhà. Mình xào cái này mình xào cho nó hơi ngọt chút xíu nó mới ngon. Quá thơm quá hấp dẫn cả nhà. Sau đó Út cho một chút xíu nước mắm vào cả nhà. Đây là nước mắm ngon. Mắm để nhẹ. Mình để cho nó thấm đều gia vị cho nó hơi cạn cạn chút. Này đến đây chút xíu nữa mình sẽ dẹp rửa. Mực này xào rất là nhanh nha cả nhà. Mực này đó đáng lý là mình xào với dưa leo và khóm với rau cần cũng được, nhưng mà con gái mình nó thích ăn cái bông cải. Rồi nó cũng đã thấm đều nha cả nhà. Cũng cho thêm một chút xíu nước này, nước và nước ấm điện cũng đã sôi sẵn nha. Wow, ngon quá. Rất là ngon. Thơm quá thơm. Sau khi chờ đợi mực chín, Út sắc ớt. Sắc ớt mình để làm nước tương để mình chấm cả nhà. Xào thì mình để cho nó vừa ăn thôi. Ai muốn ăn mặn thì chấm nước tương thêm. Mình không nên làm mặn quá. Làm mặn có người ăn lạc thì nó khó. Đây nước tương. Sôi cả nhà. Đây đã chín nha. Út cho rau vào nha cả nhà. Cho bông cải nha. Wow, quá thơm rồi. Bông cải Út sắc hơi to. Nhưng mà to nó ngon. Nhỏ quá bấy, xào nó bấy á. Chín rồi đó cả nhà, rất là nhanh luôn, nhanh gọn lẹ.
bông cải nè cả nhà, mực với tôm xào bông cải. Chín nha cả nhà. Sau đó cho hành vào cả nhà, hành lá. Wow, rất là thơm. Quá thơm, quá thơm. Xào bấy quá không ngon, vừa vừa chín thôi, vừa chín tới ăn được. Tôi cũng xin tắt bếp nha cả nhà, tắt bếp mình cho ra dĩa. Quá ngon. Nhà xa chợ quá cho nên mình phải thủ trong nhà, nhiều khi trời mưa quá cũng không đi chợ được á, mình có gì mình nấu đó. Nhà Út thường thường thì trứng vịt cũng để trong nhà vậy đó, để dành thờ nóng. Đây cũng đã chín nha cả nhà. Cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Rồi chắc Út mời cả nhà mình cùng ăn cơm với Út nha. Mời cả nhà cùng ăn cơm nha. Đây là bông cải xào mực với tôm. Nhanh gọn lẹ, có gì nấu đó. Chấm nước tương nha. Chấm nước tương cay cay nó ngon. Cặp mực này nó sực sực, nó dai. Có gì nấu đó. Rất là nhanh, gọn lẹ. Nó xinh dễ ăn lắm, đói bụng là ăn nhanh lắm. Ăn nhanh đi bộ đội mới ăn kịp người ta.
quá ngon. Thật sự làm gì chứ mà ăn có hơn nửa chén cơm là no. Út cũng xin tạm ngưng video, cũng xin chân thành cảm ơn hết tất cả cô chú bác, anh chị em và các bạn cùng quý vị khán giả trong nước và ngoài nước đã ủng hộ kênh và xem video của Út. Út không biết nói gì hơn ngoài lời xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe cả nhà mình luôn luôn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống, mọi điều thành công tốt đẹp. Mình có sức khỏe là có hết tất cả nha cả nhà. Ví dụ mình có tiền mà sức khỏe mình yếu mình cũng rất là buồn. Út cũng xin tạm ngưng video. Cả nhà xem video nhớ cho Út xin một like và một đăng ký kênh, một chia sẻ để kênh của Út ngày càng phát triển. Mưa rồi cả nhà, Út đi lấy đồ vô nha, máy bay cả nhà.